Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu một hành trình âm nhạc thú vị để tìm hiểu một loại nhạc cụ độc đáo, đó là kèn phím melodica. Đây là một nhạc cụ đầy màu sắc và âm thanh đa dạng, có một lịch sử độc đáo và là một sự kết hợp tuyệt vời giữa piano và harmonica. Hãy cùng khám phá nguồn gốc, cấu tạo và cách chơi của cây kèn độc đáo trong video này. Khi nói đến kèn melodica, chúng ta không thể không nhắc đến nguồn gốc của nó. Ban đầu, nó được gọi là pianica, nhưng sau đó nó trở thành melodica và lan truyền ra toàn cầu với âm thanh độc đáo và tính đa dạng. Hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết về lịch sử và nguồn gốc của kèn melodica, và sau đó chúng ta cùng xem xét cấu tạo của cây kèn này để hiểu tại sao nó lại phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những người chơi có kinh nghiệm. Kèn phím melodica, nó được phát triển bởi nhà sản xuất nhạc cụ có tên là Horner. Khi mới ra đời, cây kèn này được gọi là pianica, một tên kết hợp giữa piano và harmonica. Để thể hiện tính chất của nó, một nhạc cụ sử dụng phím như piano và thổi hơi như harmonica. Sau đó, những năm 1960, Horner đã đổi tên cây đàn này thành melodica, và từ đó nó trở thành tên gọi phổ biến cho loại nhạc cụ này trên toàn thế giới. Về cấu tạo của kèn phím melodica có cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng. Dưới đây là các thành phần chính. Kèn phím gồm có bàn phím melodica giống như bàn phím của piano, với các phím trắng và đen cho phép người chơi tạo ra các nốt nhạc khác nhau. Ống thổi nằm bên dưới bàn phím, kết nối với một ống hơi dẫn vào miệng. Ở mặt trước cây đàn, khi chơi, người chơi thổi vào miệng, hơi sẽ đi qua ống thổi và tạo ra âm thanh lỗ thở. Một số phiên bản melodica có lỗ thở ở gần miệng cho phép người chơi thở ra qua lỗ thở này để tạo âm thanh, trong khi ống thổi vẫn đang gửi hơi vào bàn phím. Cấu tạo đơn giản của melodica làm cho nó trở thành một nhạc cụ thích hợp cho người mới bắt đầu, cũng được sử dụng trong nhiều loại âm nhạc khác nhau, như từ nhạc dân gian đến nhạc jazz và hòa tấu. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc và cấu tạo của kèn phím melodica. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video.